Mến chào quý vị và bạn đã quay trở lại với kênh Châu Châu Long. Tiếp tục ở cái vườn Enhouse ở Dị An, tỉnh Bình Dương. Em tiếp tục giới thiệu cho các bác một số tác phẩm máy chiếu thủy rất đẹp các bác này. Sau đây chúng ta đi chi tiết về một số góc máy chiếu thủy ở đây. Rất là nhiều cái cảnh em đã đăng tải ở cái vườn Enhouse thì các bác có thể vào kênh Châu Châu Long để xem lại. Em mỗi video em cũng dân một số cây quay kỹ để các bác cùng xem. Cái này thì đây là một gốc máy chiếu thủy ba thân. Và là các cái hoa và bộ tay bóng của nó thì hiện tại đang còn nở rồi. Bộ tay bóng thì đã làm hoàn thiện rồi. Cái này là thành phẩm rồi các bác ạ. Cái này có thể chơi được. Đây, chúng ta có thể nhìn tổng quan về gốc máy chiếu thủy này. Đây là một gốc máy chiếu thủy cũng khá là đẹp các bác này. Ở cái chiều hướng này thì mình có thể nhìn tổng quan hơn về cái bộ tay bóng và các cái ba cái thân cây máy chiếu thủy này. Rất là đặc biệt, rất là già cỗi, tổng chiều cao rơi khoảng tầm 90 các bác nhé. Tổng chiều cao của cái này rơi khoảng tầm 90. Cái đường huyền của cái này thì nó nằm cỡ khoảng tầm 6 đến 70 các bác. Các bác nhìn thấy các cái u cái thân nó thể hiện ở trên cái thân cây, thể hiện cho sự già cỗi của cái cây. Nhìn rất là dữ dằn nha các bác nhé. Đây là mình có thể nhìn rõ hơn về cái bộ thân đế của cái gốc máy chiếu thủy này. Ở đây nó có một cái u rất là bự các bác này, thể hiện cho sự già cỗi. Đấy, các bác nhìn rõ về cái u này, rất là dữ tợn nhé. Đấy, ở góc nhìn này chúng ta có thể nhìn rõ hơn về cái mặt sau của gốc máy chiếu thủy này. Cái này là cái máy chiếu thủy là trung dạng tám tay các bạn nhé, ba thân dạng tám tay hoặc là gọi là tám đá cũng được. Rồi tiếp tục cái vườn cây của anh Hào ở Dị An, Bình Dương thì em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một cái tác phẩm. Đấy là một cái tác phẩm máy chiếu thủy phải nói là khổng lồ, rất là già cỗi. Cái này tổng chiều cao của cái này nó rơi khoảng tầm 8 đến 90 các bác này. Đó, ở xa các bác đã thấy cái sự già cỗi và sự to lớn của cái này rồi. Đường vân của cái này rơi khoảng tầm chắc là 100 các bác, rất là bự. Cái đường vân rơi khoảng tầm 100 đấy. Cái này các cái này chưa được làm sạch các cái lá ở đấy, chưa được làm sạch, các bác nhìn rõ hơn về cái bộ thân đế rất là dữ dằn của gốc máy chiếu thủy này. Nhưng mà chúng ta nhìn về cái chiều hướng này thì cũng đã thể thấy rõ cái bộ cái đồ da cổi của cây này rồi, rất là kinh khủng. Rồi ở cái góc nhìn này chúng ta có thể nhìn rõ về một số cái bộ tay bóng của góc này. Cái này thì các cái cần ở đấy thì nó cũng còn hơi yếu này, nhưng mà cái này thì đang tỏa quá trình tạo tác thời gian nữa. Cái này là một cái lên tiền đó các bác ạ. Nhìn nó rất dịu tợn các bác nhé. Tất cả cái u sân ở đêm nay thể hiện sự già cỗi rất là kinh khủng. Ở đây là cái mặt sau của nó các bác này. Đó, ở đây chúng ta cũng có thể nhìn rõ hơn về cái bộ tay bóng và các cái u sân sự già cỗi của gốc máy chiếu thủy này. Rất đặc biệt. Cái này thì hiện tại cũng đang cho ra hoa các bác nhé. Đây, ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rõ một số cái hoa của cái máy chiếu thủy.
rất là thơm các bạn ạ. Cái này thì cái này là cái dòng lá lớn nha bác nhá. Nhìn ra xa thì cũng thấy là một cái cây mai châu thủy được làm theo kiểu dạng bonsai quốc tế các bác nhá. Thì cách nhìn của anh Hào thì cũng rất là thoáng, anh làm cây rất là thoáng. À, nó vừa mang nét cổ kính và vừa đang mang cái nét hiện đại. Rất là đặc biệt. Rồi chúng ta cùng nhìn kỹ và chiếm ngưỡng lại gốc mai châu thủy này một lần nữa, sau đó em sẽ đi sang cây tiếp theo. À, thì em mới thoạt nhìn qua thì cũng đã thấy được một cái gốc mai châu thủy rất là khổng lồ ở cái cây tiếp theo. Rất là đặc biệt. Và còn nhiều cây khác nữa, nhiều cây đẹp nữa ở cái vườn Nguyễn Hào, thì em sẽ quay và chia ra nhiều video. Các bác xem video thì các bác hãy nhớ đăng ký kênh để mà đón nhận những cái video mới nhất em đăng tải từ vườn Nguyễn Hào các bác nhé. Rất là nhiều cây đẹp, rất là nhiều cây già cỗi rồi, cổ thụ và cũng là cái dòng cây quái cũng có nữa. Thì đây là cũng là một nghề nhân chơi cây rất đặc biệt, rất là kỳ ở dị án Bình Dương. Rồi tiếp tục chúng ta đi sang một cái gốc mai châu thủy đặc biệt này. Ở góc nhìn này chúng ta thấy được một kia toàn bộ cái bóng của gốc mai châu thủy này. À, các bác chỉ hình dung là được cái bộ thân đế của nó, nhưng mà nhìn tổng quan về các cái bộ tay bóng của nó thì cũng là hiểu một chút phần nào về cái gốc rồi. Sau đây em sẽ quay về gốc cái mai châu thủy khủng khiếp này cho bác cùng xem. Cái này cũng là dòng lá lớn các bác nhé. Và đây là cái bộ thân đế của nó. Các bác nhìn rất là dữ tợn này. Cây này có cái đường vân rơi khoảng tầm 100 các bác. Rất là lớn, kinh khủng luôn. Tổng chiều cao cây này thì nó rơi khoảng tầm 60 thôi. Và nó từ cái gốc đến cái ngọn thì nó là rất cân đối, nó được bóp dần lên tới ngọn rất là cân đối. Tất cả cái bộ tay bóng ở đây thì nhìn rất là lực. Cái này thì cái bộ tay bóng lực và đều tán rồng. Để nuôi được cái bộ tay bóng này thì cũng phải là ngày 1, ngày 2 trải qua rất là nhiều thời gian mới nuôi được cái bộ tay bóng như thế này. Theo em cảm nhận là đấy là một cái cách chơi và là một cái cách làm cái rất là công phu. À, do một nghệ nhân là anh Hào ở dự án tạo tác nên các bác nhé. Rất là kinh khủng luôn. Các bác nhìn về các cái dạng thể gãy thì cũng đã hiểu được một chút phần nào về cái tính của chủ gãy rồi đúng không? Anh làm các cái gãy ở đây rất là kỳ. Rất là đặc biệt. Rồi em sẽ đi quay về kia mặt sau đây các bác cùng xem. Đây cái mặt sau vẫn là một cái cần phóng để nạt thủy ta các bác này. Tất cả cái bộ tơ bóng thế này nhìn nó oan neo uốn lượn, nhìn rất là dữ các bác ạ. Rất là dữ tợn, kinh khủng luôn. Rồi ở cái video lần này thì em chỉ quay 3 cái tác phẩm này thôi. Tại vì cái thời lượng video tới đấy nó cũng khá dài rồi. Nên là em sẽ hẹn các bác ở cái video tiếp theo, em sẽ quay nhiều cây đẹp ở cái vườn Nguyễn Hào lên để các bạn cùng xem và chiêm ngưỡng và cũng có thể là giao lưu. Ở các cái cây ở đấy thì em quay và cũng là khá là kỹ rồi. Thì các bác thích một trong số cây ở đấy thì có thể vào cái phần mô tả video, em có để số điện thoại ở dưới. Các bác vào đó để mà liên hệ giao dịch các bác nhé. Các bác giao lưu cũng được, các bác có thể là điện thoại để mà hỏi về cách làm cây cũng được, và hỏi về các cái nguồn gốc của cây cũng được. Không sao hết, anh sẵn sàng chia sẻ. Cũng là một cái người đam mê chơi cây cũng, và cái cách nhìn cũng rất là thoáng, nên là anh cũng sẵn sàng chia sẻ mọi kinh nghiệm để mọi người cùng học hỏi, cùng tạo nên những cái tác phẩm đẹp để nhiều người cùng biết đến. Rồi cái video tại đây của em khá dài nên em sẽ dừng lại các bác nhé. Rồi em quay tổng quan lại 3 cái bóng của cây này để các bác cùng xem.
cái nào cũng đẹp, cái nào cũng là rất là đặc biệt. Đặc biệt là cái mai trúc thủy ở giữa này thì nó là khổng lồ, bộ tay bóng thì nhìn rất là dữ tợn. Bên này thì một gốc mai trúc thủy dạng tam tai, mang lại sự may mắn cho chủ cây, phát tài. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.